Oh,
Mọi người khi mà đặt chân tới đây thì trong mình á, nó có một cái cũng có một cái gì ở trong cái tâm của mình, tức là cái trái tim của mình đã nghĩ đến người khác, đã quan tâm đến người khác, quan tâm đến các em tới đây. Thì sơ xin hết lòng cảm ơn và cầu chúc cho cô hiệu trưởng cũng như ban giám hiệu và tất cả các thầy cô cũng như tất cả các em học sinh luôn luôn có một cái sức khỏe, một cái sự bình an và nhiều điều may lành trong cuộc sống, và nhất là các em học sinh luôn luôn được thuận lợi trong các việc học hành của mình, để sau này cho cái tương lai của mình mỗi ngày nó một tốt đẹp hơn. Xin thế nào. Cái truyền thống mà bác ái ở trường ta là có từ rất lâu rồi. Nhưng mà trong cái dịp mà lên đây giảng ngoại và các con nghĩ tới các em ở mái ấm này thì cô rất là cảm kích, rất là vui mừng. Bởi vì chúng ta cũng đã có nhiều cái biểu hiện của sự trưởng thành, biết sẻ chia, biết cho đi. Và các con hiểu rằng cho đi một thì nhận lại là vô vàn rất nhiều. Thì chúc cho các sơ là thật dồi dào sức khỏe, để là luôn luôn tận tâm, tận tình và có đủ sức khỏe, có đủ niềm tin để chăm sóc cho các con. Và tôi tin rằng xã hội không phải một hay hai mà rất nhiều. Các bàn tay khác phải chia ra để giúp đỡ, để làm tạo điều kiện cho các sơ làm tiếp tục cái sứ mệnh là đưa được cái tình thương nhân ái để nuôi dưỡng các con em ở đây. Dạ, tất nhiên. Thế thì đợt này sau khi các con thi học kỳ xong, ban lãnh đạo nhà trường phối hợp với công ty Tân Việt Travel đã tổ chức cho các con đi, để các con giống như là qua một cái đợt thi là một cái dấu ấn lớn của cái năm lớp 12 này, vì cái điểm học kỳ 1 cũng tương đối quan trọng. Thế rồi các con được trải nghiệm hơn, được suy nghĩ lại bản thân mình hơn và được thấy những cái điều ở bên ngoài cần cho mình phải là tăng tốc, cần thì mình phải chấn chỉnh. Và một lần nữa tôi xin kính chúc là quý thầy cô, quý các anh hướng dẫn viên là sức khỏe dồi dào, luôn luôn là có một cái sức mạnh, có một cái tinh thần để chăm sóc các con cưng của trường năm nay đi tới nơi về tới chốn trong mỗi một cuộc hành trình. Và cùng chúng các con thật dồi dào sức khỏe, thật tự tin và hãy thật năng động để chiến thắng.